Hi everyone, it's me again. Welcome back to my channel Tiếng Anh Mr. Bình 102. Xin chào tất cả các bạn lại quay trở lại với kênh Tiếng Anh Mr. Bình 102. Hôm nay mình tiếp tục làm video thứ 28 để hướng dẫn cho các bạn bị mất gốc tiếng Anh, muốn học tiếng Anh giao tiếp một cách nhanh chóng, hiệu quả và dễ dàng thông qua các chủ đề hàng ngày. Ok, chúng ta vào luôn chủ đề của của, của chúng ta hôm nay. Chủ đề của chúng ta hôm nay rất là đơn giản và quen thuộc. Topic 7, chủ đề 7 asking about nationality. Hỏi về quốc tịch. Hỏi về quốc tịch. Đầu tiên thì các bạn cần phải biết cái từ mới. Đó là từ nationality. Có nghĩa là quốc tịch. Các bạn đừng nhầm lẫn sang từ quốc gia nhé. Từ quốc gia có nghĩa là từ national. National. Nó đến chữ L thôi. Quốc gia là A. Vần A. National. National. Có nghĩa là quốc gia. Nhưng chúng ta thêm đuôi y ly, y và ti này vào thì nó là quốc tịch ne lại đọc là ea vần e biệt a biệt hoặc là e bướm nhiều người cách gọi cách gọi khác nhau nation nationality nationality có nghĩa là quốc tịch ok à, trên thực tế thì không chỉ lúc nào chúng ta cũng hỏi là bạn từ đâu đến đó là những những cái câu thông thường bình thường thông dụng thôi thế còn rất nhiều trường hợp rất nhiều trường hợp chúng ta hỏi bằng những từ khác hoặc là người ta hỏi mình bằng những cái từ khác nhưng mà nó cũng mang nghĩa là họ về nơi mình đến, nơi mình uh, đến từ đâu đó, vân vân. Thế thì cái câu này thì ai à, cũng biết rồi, hỏi là bạn đến từ đâu. Rất là đơn giản đúng không? Where are you from? Where are you from? Là bạn đến từ đâu? Where are you from? À khi các bạn muốn nói nhanh nhá. Khi các bạn muốn nói nhanh thì các bạn có thể luyến sang một chút đúng không nhỉ? Bởi vì khi uh, trong văn nói người ta những từ này là không nghiêm trọng, người ta chỉ tập trung vào từ where và từ from where are you from rất là nhanh cho nên các bạn khi các bạn nghe các bạn chỉ cần nghe được từ from và từ where này là các bạn phải đoán được danh ra, ra ngay là người ta hỏi đến từ đâu nhưng cái từ này không quan trọng này where are you from bạn từ đâu đến ok thế thì có những lúc người ta không hỏi như thế hoặc có những lúc bạn cũng không hỏi như thế thế thì trong giao tiếp điều quan trọng là bạn phải biết linh hoạt trong câu bạn không sử dụng sử dụng được cái cách này thì phải biết linh hoạt sang cách khác chứ đừng để khi mà giao tiếp chúng ta bị loay hoay à cái từ đó thế nào nhỉ? Cách nói thế này thế nào nhỉ? Ok, chúng ta sang câu 2. <laughs> câu 2 của chúng ta cũng tương tự như vậy. Người ta không hỏi là where are you from mà người ta hỏi là what country are you from? What country are you from? Bản thân từ country có nghĩa là đất nước. Country đọc là ăn country. Country. What country are you from? Bạn đến từ đất nước nào? bạn đến từ đất nước nào thực ra hai câu này câu này về hai câu này về nghĩa giống nhau nhá và rất là phổ biến thực ra cái câu hai này thì là người ta làm cho rõ nghĩa hơn đất nước gì đất nước nào mà bạn đến từ đó thế còn cái câu trên là where are you from một cách rất là ngắn gọn và chung chung câu dưới là bạn đến từ đất nước nào rất là rõ nghĩa cho nên là nhiều lúc người ta hỏi rõ nghĩa như thế chứ các bạn đúng không ạ what country are you from bạn đến từ đất nước nào đúng không câu hai thế còn cách ba, cách bốn là là ra sao? cũng như ban nay mình nói là không phải lúc nào người ta cũng hỏi là where are you from, mà đặc biệt là trong đại sứ quán hay là các văn phòng nhà nước, à, văn phòng nhà nước mà hoặc là khi chúng ta làm giấy tờ thủ tục, người ta không hỏi cái câu là where are you from, mà có thể người ta sẽ hỏi một cái câu khác chính là quốc tịch của bạn là gì, Đó chính là cái nội dung chính của ngày hôm nay, quốc tịch của bạn là gì trong cái quyền hộ chiếu của các bạn đó. khi chúng ta đã ra 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 văn phòng công chứng chẳng hạn, người ta cũng sẽ hỏi là của từ nước ngoài nhá. Quốc tịch của bạn là gì? Thì các bạn hãy nhớ từ mới là nae, ia, nae, nationality. Nationality. nhìn vào đây mình các bạn có thể đọc được ngay nếu các bạn đã quen mặt chữ rồi. What is your nationality? Quốc tịch của bạn của bạn này là gì? Quốc tịch của bạn là gì? À, khi chúng ta làm hộ chiếu đúng không? What is your nationality? Quốc tịch của bạn là gì? Câu 4, người ta cũng có thể hỏi một cái cách khác. Đó chính là What nationality are you? What nationality are you? Bạn là quốc tịch gì? Quốc tịch bạn của bạn là gì? Câu 3, câu 4 nghĩa giống nhau nhé. Câu 3, câu 4 nghĩa giống nhau. Quốc tịch này, gì này? Bạn là quốc tịch, bạn ở quốc tịch này, bạn là quốc tịch dịch nôm na nghĩa là quốc tịch của bạn là gì? Cho nó dễ hiểu. Đó. Câu một, câu 2 thì nghĩ tương tự với nhau là hỏi về uh, bạn đến từ đất nước nào. Câu 3, câu 4 là người ta hỏi về quốc tịch của mình. Rồi đã xong. Thế còn câu 5, à cái năm của mình ở đây là gì? Cái năm của mình ở đây là khi chúng ta hỏi mà có phải không bạn đến từ nước này nước nọ có phải không? Cô ấy đến từ nước này nước nọ có phải không? À khi chúng ta hỏi có phải không thì chúng ta phải biết cách sử dụng uh, đặt câu hỏi dạng yes/no question các bạn quay lại video 4 của mình dạng câu hỏi yes no question và cũng quay lại video 2 video 2 là 4 bài 4 bảng ngữ pháp rất quan trọng các bạn hãy quay lại nhá thế thì khi các bạn hỏi là bạn đến từ pháp bạn đến từ mỹ có phải không bạn đến từ việt nam có phải không thì chúng ta luôn nhớ rằng là khi chúng ta đặt câu hỏi với những cái kiểu dạng câu là uh, chỉ nơi chốn vị trí màu sắc kích thước đúng không ạ chiều cao chiều ngắn vân vân nhưng câu mang tính chất tính thì chúng ta luôn có động từ to be đứng trước chủ từ. Vậy thì bạn từ nước nào đó có phải không là hỏi về vị trí nơi trốn đúng không? Thì chúng ta sử dụng là to be này. Are, are you from? Are you from? Việt Nam chẳng hạn. Are you from Việt Nam? Mình cho từ Việt Nam đây nha cho rõ nghĩa nhá. Việt Nam. Việt bởi vì Tây nó không nói được từ Việt mà người ta nói là từ Việt. Việt Nam. Are you are you from Việt Nam? Are you? Người ta có thể uốn một chút chúng are you? rất là nhanh đúng không? Are you from Việt Nam? Nghe đây, nghe đây, nghe được từ from Việt Nam cái biết ngay người ta uốn câu lên là biết ngay đó là câu hỏi. Mà trong câu hỏi dạng yes no question đó, thì các bạn cần phải uốn cái câu đuôi lên, uốn cái đuôi lên. Đấy. Are you from Việt Nam? Đó. Ví dụ bây giờ chúng ta hỏi là cô ấy đến từ Mỹ có phải không? Thì lại là is she is she from America? Is she from America? Anh ấy đến từ Pháp có phải không? Thì lại là is he from France. Is he is he from France? France, France. no, is he from France? Ok, đó là cái cách cách đó chính là cái cách hỏi mà thông dụng thông thường rồi. À, sẽ có nhiều bạn hỏi mình là chỗ này có dùng được từ which không? Ok, mình giải thích cho các bạn. Nhiều bạn sẽ phân vân từ chỗ này các bạn có nên dùng từ which không? Đấy, à, từ which country không? Bởi vì khi dịch sang tiếng Việt thì rõ ràng chúng ta đang hỏi là bạn đến từ đất nước nào? Mà cái chữ nào ở trong tiếng Anh thì nó nghiêng về chữ which, có nghĩa là cái nào, cái gì đó, nào. Thế thì nhiều bạn sẽ sử dụng câu là which country are you from? Được, nhưng hơi khác nghĩa. Các bạn cần phải biết phân biệt này. What country are you from? Là một câu hỏi chung chung, có nghĩa là bạn đến từ đất nước nào trong số 200 nước ở trên thế giới. Thế còn khi người ta hỏi là which, có nghĩa là có sự chọn lựa có sự chọn lựa Ví dụ như trong 10 hay là 20 nước chẳng hạn thế Trong một cái list, một cái danh sách Thế thì người ta hỏi là Ok, which country are you from? Tức là bạn đến từ nước nào? Đó, tức là từ which này Nó có sự so sánh các bạn hiểu nhá Tức là có sự Một trong những số, trong số nào đó Thì người ta dùng từ which Người ta hỏi là which country are you from? Thì các bạn phải hiểu nghĩa rằng đó Chỉ là trong một cái nhóm, một cái danh sách nào đó mà thôi còn câu phổ biến là what country are you from? Các bạn đừng lúc nào cũng dịch từ với từ hoặc là dịch theo kiểu đúng nghĩa sang tiếng Việt Nam của mình như thế là các bạn không dịch được mặc dù là cái từ what nó mang ý nghĩa là gì chẳng nhẽ mình dịch lại dịch là đất nước gì à như vậy mà nhưng mà nó có rất nhiều nghĩa các bạn phải biết uh, linh hoạt what country của nghĩa đất nước nào ok rồi dùng which là một trường hợp khác nha các bạn lưu ý ok đã xong về cái cách hỏi đã xong về cái cách hỏi này cách hỏi về bạn đúng không thì bây giờ khi các bạn không hỏi là vì bạn nữa các bạn không hỏi về bạn nữa mà các bạn hỏi về cô ấy từ đâu đến chẳng hạn thì các bạn lại làm thế nào cái này thì đơn giản rồi cái này các bạn chỉ nhiệm vụ là thay chủ từ thay chủ từ chính là đại từ nhân xưng i will you they she he it và thay thế động từ to be đi đúng với chủ từ của nó cô ấy đến từ đâu đúng không ạ thì sẽ là where is where is chúng ta thêm đây là she anh ấy đến từ đâu thì lại là, là where is he Where is mình đọc nhanh nhá. Where is đọc nhanh chút nha, bởi vì người ta sẽ luyến luyến sang where is. Where is she from? Where is she from? Where is he from? Đúng không? Thậm chí có từ it à từ it nó trong này bảng hơi nhỏ nha, mình viết ở đây nha cho nó ngắn nha. It it này. Đấy, nó đến từ đâu? Hoàn toàn có thể trả lời được. Ví dụ như là cái ấm cái bàn nó là đồ vật. Cái từ it là thay thế cho đồ vật và quả cả con vật nữa. con chó này đến từ đâu? Chẳng hạn đấy, có thể nó đến từ Alaska chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta chung thì chúng ta nói là Where is it? Where is it from? Where is it? À, hôm sang, where is it from? Where is it from? Nó từ đâu đến thế? Where is she from? Cô ấy đến từ đâu? Where is he from? Anh ấy đến từ đâu? Thế còn họ đến từ đâu thì sao? Cách sử dụng động từ to be đi với các chủ từ các bạn cần phải nhớ nha. Họ thì lại là where where are, đúng không? Where are they? Đừng nói dâm nhá. Where are they from? Đúng không nhỉ? Where are they from? I, where is she from? Where is he from? Đúng không? Đơn giản quá rồi đúng không? Cái này một, một đơn giản rồi Cái câu 2 cũng như vậy Thế bây giờ là what country Chúng ta chỉ vì nhiệm vụ là thay các chủ từ này vào đây thôi What country is uh, Is She Hoặc là is he from Đúng nhỉ? What country is he from? What country is she from? Hoàn toàn ok, chúng ta chỉ việc chỉ nhu vụ thay vào đây thôi. Cách thứ ba là chúng ta hỏi về à cái 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 cái, cái uh, câu thứ ba mà chúng ta muốn hỏi về quốc tịch. À quốc tịch thì chúng ta lại phải thay ở đây, không phải là she he ở đây đâu. What is your? chỗ nên người ta đang sử dụng là người ta gọi là tính từ sở hữu tức là của. Your là của bạn. Nationality à Quốc tịch của bạn là gì? Thì bây giờ quốc tịch của anh ấy là gì? của cô ấy là gì? của nó là gì? đúng không? What is her là của cô ấy. Chúng ta phải nhớ từ her, her là của cô ấy này. What What is her nationality? hoặc What is his đúng không? His Đó. What is What is người ta có thể nói là What What khi mà người ta nói có thể cả câu này người ta nói là what's luôn nhá. Mình ghi, uh, ghi thế này cho các bạn hiểu chứ không mấy khi người ta nói từ what what is đâu người ta nói là what's luôn what's yeah what's his nationality what's her nationality vân right, vân của họ thì chúng ta lại thay thế vào đây là từ there there đọc là there 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 không phải là them hay là there mà là there right. What is there Nationality, à chỗ này sẽ xảy ra hai trường hợp. Thì bây giờ là khi chúng ta muốn hỏi là tên của à, quốc tịch của họ là gì, mình lấy một ví dụ như tất cả mọi người cùng trên xe bus chẳng hạn, xe, xe, xe bus chẳng hạn, có như có rất là nhiều người và nhiều người quốc tịch khác nhau, thì chúng ta phải hỏi đây phải xác định đây là số nhiều, đây là nhiều người và chắc chắn trong cái số nhiều người này chúng ta hỏi một cách chung chung là chúng ta đang mới hỏi là những quốc tịch của họ là gì, thì chúng ta không phải sử dụng là what is mà chúng ta phải nói là what are, what are what are theirs? Đây, chỗ này mình đi đây nha. Chu chu, bấm đây nha. Đấy, what are their quốc tịch này? Quốc tịch là từ nationality, nhưng bây giờ chúng ta phải chuyển sang cái từ nationality. Đó. Thế thì khi mà chuyển sang số nhiều, bởi vì chúng ta đang hỏi về nhiều quốc tịch của nhiều người trên xe buýt, thì chúng ta phải biết chuyển cái từ nationality là quốc tịch đang nói về một cách một chung chung thôi nhưng khi chúng ta muốn hỏi là những quốc tịch những quốc tịch của họ là gì chúng ta phải chuyển y dài thành y ngắn chữ hay xấu đúng không y dài thành y ngắn này và thêm chữ này hơi xấu es đó tức là nationalities đó. t này đó. y dài thì y ngắn và es vào có nghĩa là những quốc tịch Thế thì khi chúng ta đang hỏi về những quốc tịch, tức là nhiều quốc tịch thì chúng ta phải sử dụng động từ to be ở dạng số nhiều. Đấy. Thì chúng ta phải nói là what are their nationalities? Nói một cách tóm lại là khi chúng ta đi muốn nói với của họ, của they, của họ đi với từ they thì chúng ta phải sử dụng động từ to be ở dạng số nhiều là are. Câu 4 cũng như vậy. Khi chúng ta nói là, what what nationality are you? Cútik của bạn là gì? Chúng ta chỉ thay vào đây là cútik của cô ấy là gì? Chúng ta là she à, is, she is, he hoặc là is it. Đó vào đây thôi đúng không ạ? Các bạn cái này thì các bạn cũng biết rồi, các bạn chỉ cần thực hành thôi đúng không? Ok, mình sang cách trả lời. Cách trả lời này, thì khi người ta hỏi là where are you from hoặc là what country, what country are you from, bạn đến từ đất nước nào? Thì có hai cách trả lời. Sẽ có nhiều bạn phân vân đây sẽ có nhiều bạn phân vân là mình nên trả lời là I'm from hay là I come from. Thì một cách một này, đây mình gọi là cách một này, được chưa? Để cách hai này. Cách một là chủ ngữ mình ký hiệu là SC chính là các các chủ từ đó. Chủ ngữ cộng lại TV cộng lại from. Ví dụ như là tôi đến từ đúng không? Cái này ai à, cũng biết đúng không? I'm from I'm from from France. Frank France K, đúng không? Cho nhá. France, bật âm rõ ra. France, an, phần an nhé yeah, France, I'm from France, tôi đến từ uh, Pháp. Thế còn bây giờ mình không nói tới đến, mình không sử dụng là I'm from nữa mà cấu trúc thứ hai là come from sẽ khác nhau ở điểm nào các bạn? Mình có thể nói là I come from, I come from France, giống như là tôi đến từ Pháp. Thế thì khác nhau ở cái điểm nào? Thì về cơ bản Về cơ bản hai cái từ này nó không có sự khác nhau nhiều Về cơ bản là đều có nghĩa đến Mình cho rằng đến 9, đúng đến 8-90% Nhưng có một cái ý hơi khác nhau một chút Đó là khi chúng ta muốn nói là um, To be cộng với from I'm from Vietnam Có nghĩa là chúng ta nói về cái nơi sinh ra lớn lên Mình được sinh ra nơi đó Thế còn khi mà nói là I come from France Có nghĩa là đó chỉ đó chỉ là cái nơi tạm trú của mình thôi. Dịch ra nghĩa đơn giản giống như như chúng ta nói là tạm trú. Tôi uh, tôi sinh ra ở Trung Quốc nhưng mà tôi lại đến um, uh, Pháp, tôi uh, làm việc và bây giờ tôi du lịch sang Việt Nam thì mình hỏi là where are you from? thì anh ta sẽ trả lời là oh I come from France. tôi đến từ nước Pháp nhưng thực ra là anh ta sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc mà anh ta chỉ có là định cư sinh sống ở bên Pháp mà thôi. Đó. Ví dụ như là uh, Messi chẳng hạn đúng không ạ? Messi là người Argentina đúng không? Và anh ta chơi ở bên uh, 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 Barcelona bên Tây Ban Nha bao nhiêu năm nay rồi. Thế thì bây giờ khi người ta hỏi là ôi oh, khi anh ta mà đến Việt Nam thì khi chúng ta hỏi, chúng ta hỏi là oh hi, where are you from? Bạn từ đâu đến? Anh ta có thể trả lời là oh I'm I'm from Argentina. Có nghĩa là người ta có nghĩa là anh ta ám chỉ rằng là anh ta quốc tịch của anh ta là từ Argentina còn nếu anh ta trả lời là họ oh, I come from Spain có nghĩa là tôi đến từ uh, Tây Ban Nha hoặc là I uh, I come from Barcelona city tôi đến từ thành phố Barcelona đúng không thì nó hơi khác nghĩa nhau một chút nha các bạn nhé các bạn đừng nhầm nhiều người sẽ nhầm cái này nhưng mà mình giải nghĩa nhưng về cơ bản thì chúng đều có hàm ý nghĩa là bạn đến từ chỗ nào no. OK đó là cách một này thì có bao giờ khi người ta hỏi là Where are they from thì chúng ta chỉ cũng chỉ nhiệm vụ thay vào đây thôi They are, uh, they are from France. They are from Vietnam. Hoặc mình có thể trả lời là they come from Vietnam. They come from France. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ việc trả lời như thế, thay thế chủ từ vào. Nhưng khi người ta hỏi là where is she? Where is đọc nhanh nhá. Where is where is she from? Cô ấy đến từ đâu? À, tất nhiên cách một là She is from France. Nếu cô ta có nguồn gốc từ nước Pháp đúng không? Cách hai nếu mà người ta cô ta sống ở bên uh, uh, Pháp thôi, người ta chỉ cô ta sinh ra ở bên Trung Quốc chẳng hạn thì là cách hai là she comes chỗ này cái gì này? She comes nó là she đúng không ạ? She comes Đấy. phải nhớ cái gì nhỉ? Comes from Đấy. she comes from France lại là she comes from France. Chúng ta phải thêm s gì vào sau động từ khi mà động từ đó đi với lại ngôi thứ ba số ít đó, đó chính là cô ấy anh ấy nó hoặc là một cái vật gì đó hoặc là một cái vật gì đó chúng ta phải thêm s gì vào sau động từ. Một số trường hợp thì thêm es vân vân. Đó cái này dễ rồi đúng không? Thế còn khi người ta hỏi là what country are you from? What country are you from? What country are they from? What country is she from? What country is he from? What country is it from? Đúng không? Toàn bộ câu này. Thế thì cái câu này về câu này cũng tương tự như nhau và các bạn hoàn toàn trả lời bằng bằng hai cách này nhá. Trả lời bằng hai cái này. Rồi, chúng ta sang coi câu, câu thứ ba. Câu thứ ba là người ta hỏi là quốc tịch của bạn là gì? Chứ người ta không hỏi là bạn là đến từ đâu. Mà người ta hỏi đích danh cái quốc tịch tức là trong cái passport cái hộ chiếu của mình là cái gì? Đúng không? Quốc tịch thì nó hơi khác với lại rõ ràng là hơi khác với đến từ đâu rồi. Mình có thể sang mới sang bên Mỹ tầm cái khoảng hai ba mấy tháng là mình có thể nhập được quốc tịch Mỹ chẳng hạn như thế. Thế là quốc tịch. Thì người ta hỏi là what is your nationality? Quốc tịch của bạn. Nationality của bạn là gì? À thì lúc đó thì chúng ta trả lời là tôi là người Mỹ, tôi là người này người nọ thì chúng ta cách một các bạn hoàn toàn có thể trả lời là chủ ngữ cộng lại to be cộng lại quốc tịch. Ví dụ như là tôi là người Việt Nam chẳng hạn thế các bạn nói là I'm đúng nhỉ? I, I am, I am nhưng mình nó tất cả A à, đúng không nhỉ? I'm Vietnamese, Vietnamese, ok? Các bạn đừng nhầm giữa từ Việt Nam và từ Vietnamese. Việt Nam là chỉ là quốc gia Việt Nam, chứ còn cái từ là Vietnamese có nghĩa là người Việt Nam, tiếng Việt Nam, quốc tịch Việt Nam. Đó, có ba cái nghĩa này. Thế còn cái từ Việt Nam nó chỉ là tên của một đất nước Việt Nam mà thôi. Khi chúng ta nói là tôi có quốc tịch Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn có thể nói là I'm Vietnamese, tôi là người Việt Nam. Cô ấy là cô ấy quốc tịch của cô ấy là gì? What is she? Oh, sorry, what what is her nationality? Quốc tịch của cô ấy là gì? Cô ấy là người uh, Nhật Bản chẳng hạn. She is đúng không ạ? Chúng ta chỉ việc thay thế vào đây thôi chính là gì? She is hoặc là she's mình viết tắt she's cho nó nhanh nha. She's Japanese. Đấy nhỉ? Japan, Japanese nữa này, này là thành Japanese. Japanese tiếng uh, Nhật Bản giống như Việt Nam ấy, tiếng Nhật Bản người người, người Nhật Bản có tiếng có có tiếng Nhật Bản. She's Japanese. Đúng không nhỉ? What is her nationality? She's Japanese đúng không nhỉ? Thế còn bây giờ đối với câu năm mình hỏi là oh, bạn đến từ Mỹ có phải không? Bạn đến từ Việt có phải không? À cứ có phải không cái câu đợi đại loại là có phải không có đúng không thì chúng ta sử dụng dạng yes no question tức là một là sử dụng do hoặc là does trước động từ đứng lên đầu câu trước chủ từ hoặc là sử dụng động từ to be đứng trước chủ từ cái này các bạn quay lại video 4 của mình are you from Việt Nam? Nếu mà yes ừ đúng tức là yes I am à Đúng này, yes I am, đúng rồi Thì mình cho cả cái chủ từ này, yes I am Đây là cả câu cho đúng Thực ra cái câu này khi mình nói là yes, đúng này I am from Vietnam Đó, Chẳng qua là người, người ta người ta không muốn nói dài nữa Thì người ta nói tắt luôn là yes I am là Đúng rồi, tôi từ Tức là chính là tôi từ Việt Nam đấy Của nó phải viết dài ra là yes I am from Vietnam Nhưng cắt bỏ đi, chỉ nói là yes I am thôi Tương tự như vậy, mình muốn nói câu là Ví dụ như là cô ấy đến từ 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 Hàn Quốc có phải không chẳng hạn thì mình nói là is đúng không is she from is she from Korea is she from Co Korea Korea thì, thì bây giờ là yes thì mình yes nhỉ đây ví dụ nha mình lấy ví dụ thôi chắc các bạn cái này hiểu rồi is she hoặc là is he đúng nhỉ from là Korea chẳng hạn thế Korea Is she from Korea? Yes thì là yes. À, nếu mà yes thì các bạn nói là gì nhỉ? Yes thì luôn luôn có cái là yes, she hoặc là he is. Đúng thì chúng ta phải khẳng định yes, he is hoặc là yes, she is. Is, đúng nhỉ? No thì là no thì là no I'm not. Are you from Vietnam? Bạn đến từ Việt Nam có phải không? Không phải là no I'm not. Thì lúc đó I'm not thì chính là phủ định đấy, không không phải chúng ta phải biết phủ định sau động từ to be thì lúc đó chúng ta lại phải đưa ra hai cách để trả lời tiếp bởi vì không rồi đã phủ định rồi thì chúng ta phải đưa ra cách trả lời chứ đúng không không tôi không phải đến từ việt nam tôi đến từ đó thì lúc đó là I'm from lại quay trở lại quay trở lại cái cấu trúc một I'm from France hoặc là I come from France chẳng hạn như thế đó là cấu trúc một đó đúng nhỉ cái này không thì chúng ta lại trả lời như thế này chúng ta phải biết kéo dài cái câu của mình ra đúng không? Tương tự như vậy nếu người ta hỏi là is she from Korea? Nếu mà không phải thì là no. nhỉ? No thì là no thì nhỉ. Mình sẽ bỏ cái này nhá. No thì là no she isn't. No she hoặc là he nhá. Nếu người ta hỏi she thì trả lời she. Hỏi hỏi he trả lời là he. No he isn't. Uh, isn't. isn't isn't nó chính là is not à, tức là phủ định thêm not vào đằng sau động từ to be đúng không nhưng mà chúng ta nói tách tắt nó tắt nó nhanh như là isn't. No, she isn't. No, he isn't. All right. He's from Vietnam hoặc he comes from Vietnam. She is from Vietnam hoặc she comes from Vietnam tùy nhá. Nếu người ta hỏi là they à, nếu người ta hỏi là they thì sao? Cái này thì các bạn cần lấy cần lưu ý một chút này. Có nhiều người biết nhưng nhiều người chưa biết đâu. Có nhiều người chưa biết. Có người chưa biết, nhiều người chưa biết đâu nhá. Ví dụ như là người ta hỏi là are they Chỗ này người ta thêm they, người ta hỏi số nhiều đi Đấy, à, tức là họ chúng đi Are they from Vietnam? Nếu mà yes, thì các bạn tất nhiên là nói là yes, they are, đúng không? Yes, they are, đúng không? Chỗ này they are này. Yes, they are. Are they from Vietnam? Yes, they are. Are they from Vietnam? No. Nếu không thì sao? No. Thì là they are not, đúng không? They Are not. Đây. No, they are not. Tuy nhiên thì là trên thực tế thì người ta không mấy khi người ta nói cả từ not ở ở đằng sau. Trừ khi người ta muốn nhấn mạnh tức là người ta muốn nhấn mạnh là họ họ không phải uh, họ họ đến từ uh, Việt Nam có phải không? Không không phải thì người ta mới đưa hẳn viết hẳn từ not ra hoặc là đọc từ not ra. Are they from Vietnam? No, they are not. Còn nếu không á, thì người ta không muốn nhấn mạnh như thế, người ta sẽ nói một cách bình thường Thì người ta sẽ nói tắt đi là no, they aren't Are, ở này R are, n này phải tê một cái này Đấy, đây là viết tắt của are not Viết tắt của are not Thì khi người ta nói là they, uh, no, they are à, cách, Bây giờ mình nói lên với bạn là cách đọc nhá Thì người ta nói là they aren't một số người đọc là they aren't, aren't bởi vì cái từ n T này, NT này, đây là N nhá. NT bao giờ cũng đọc là ẩn đuôi ẩn trong phiên âm, trong phát âm đấy. Thế thì người ta đọc là aren người ta uốn cái chữ R này ra. Đấy, uốn chữ R này ra, bởi vì từ E ở cuối câu thường là nói chung là nó nó là âm câm. Cho nên người ta sẽ là aren đấy. No, they aren't, aren aren Nhưng tuy nhiên thì là ở những nước một số nước cũng đọc là aren rất là rõ. Nhưng mà một số nước thì người đọc với Anh Mỹ chẳng hạn, anh Anh hay anh Mỹ thì người ta đọc là aren't aren't are uốn lưỡi một cái sao một cái luôn aren't thì nhiều người nó tắt nữa thì đọc là aren't aren't nó giống như kiểu từ aren't um, tiếng an ở trong Việt Nam tiếng Việt An tiếng Việt Nam mình no they aren't 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 nhưng phải uốn lưỡi lên aren't và phải nhớ bật được âm t ở cuối câu này ra no they aren't đó, à. mình sẽ lấy cho bạn một ví dụ này mình sẽ lấy cho các bạn một cái một cái câu như thế này thì sẽ có thể nhiều người bị mắc lỗi. Đấy, nhiều người bị mắc lỗi. Ví dụ như bây giờ mà là chúng ta đã biết là hỏi cái cách là bạn đến từ đâu, cô ấy đến từ đâu rồi đúng không? Bạn đến từ đâu, cô ấy đến từ đâu? Nhưng bây giờ mình muốn hỏi là thế bạn của bạn đến từ đâu? Thì các bạn sẽ nói thế nào? Bây giờ mình nói bạn của bạn đến đến, đến từ đâu? Thì các bạn phải hình dung là sẽ xảy ra hai trường hợp số ít và số nhiều. Các bạn viết là where này, một là where is Bạn của bạn này của bạn chính là your. Where is your friend from? Đó. Where is your friend from? Where is... Mình luôn nhanh nhá. Where is... Where is your friend from? Bạn của bạn đến từ đâu? Chỗ này lúc này chúng ta sử dụng là is. Động từ chuẩn bị là is. Bởi vì chúng ta đang hàm ý một người. Giả sử nếu bạn của mình mà đang chơi với một người khác chẳng hạn Thì chúng ta à, Bạn của bạn đến từ đâu Hàm ý một người Nhưng nếu chúng ta nhìn thấy có hai người Chúng ta mặc định đây là có hai người Hoặc chúng ta hỏi là cách chung chung Là các bạn của bạn đến từ đâu Khi chúng ta, chúng ta muốn hỏi là các bạn chẳng hạn Các bạn thì chúng ta chỗ này Các bạn lại phải dùng là Are Không phải là dùng là is nữa Bởi vì chúng ta đang hỏi về số nhiều Are Where are uh, Where are your friends Nhưng mà chữ friends Chúng ta lại phải thêm s vào để hàm ý là những các bạn Where are your friends from? Where are your friends from? đúng không ạ? SC vào Where are your friends from? All right. thì, thì khi trả lời khi trả lời thì nó cũng rất là đơn giản thôi đúng không? Khi trả lời thì một thì các bạn lôi cả cái cụm câu là các bạn của tôi là hoặc là các bạn của tôi đến từ hoặc các bạn có thể nói là anh ấy cô ấy đến từ hoặc là họ đến từ đúng không ạ? Các bạn luôn chuyển đi đừng lúc nào khi người ta hỏi là cô ơi, họ đến từ đó đừng có lúc nào mà khi người ta hỏi là ừ, các bạn của bạn đến từ đâu, mình là lúc nào mình cũng nghĩ rằng à uh, my friends are from Vietnam. Thì mình hoàn toàn có thể có thể thay thế bằng cái từ they are from Vietnam. Đúng không ạ? Where are your friends from? My friends are from Vietnam. Cách một Cách 2, mình thay thế từ my friends chỉ là bằng từ they họ. They are from Vietnam. Đúng không ạ? Hoặc là khi người ta hỏi là Where is she? Cô ấy À uh, Bạn của bạn đến từ đâu? Khi người ta hỏi là bạn của bạn đến từ đâu? Mà hỏi một người, nhưng người đó là con gái chẳng hạn Thì người ta hỏi là Where is your friend from? Bạn của bạn đến từ đâu? Nếu là người ta là cô gái Là con gái thì mình nói là She is from she Is from Hoặc là she comes from, Đấy, tùy trường hợp nha Thì nếu mà Mình mặc định đó là con trai chẳng hạn người ta hỏi là hey where is your where is your friend from friend from where is your friend from à, nếu là con trai thì mình nói là he is from hoặc là he, he, he comes from đúng không không phải lúc nào cũng cố lấy cái từ là my friend comes from hoặc là my friend is from mà chúng ta phải biết thay thế nhau đó đó chính là cái cách mình muốn nói với các bạn Thực ra thì trong tiếng Anh nó cứ luồn quẩn thôi các bạn ạ. Nó luồn quẩn với cái từ là hỏi, đứng lên đứng trước, động từ to be mới dùng cách dùng does hoặc là dùng do hoặc là dùng did. Nó chỉ luồn quẩn với cái từ để để hỏi với nhau và nó ghép lại với nhau thôi các bạn ạ. Nó ghép lại với nhau thôi. Và trong giao tiếp thì mình cho rằng là như thế này à, ai mà như thế này thì là thắng này. Thứ nhất là các bạn ạ. Từ mới là đầu tiên, quan trọng rất là quan trọng. Thứ hai là về ngữ pháp. Ngữ pháp các bạn phải có cấu trúc cơ bản. Cơ bản thôi. Đặc biệt là có 6 thì, Đấy, sau thì ngữ pháp cần phải nắm thật vững thứ ba nữa là phát âm đấy, cái phát âm của bạn thì các bạn chỉ cần phát âm chuẩn uh, chuẩn một chút uh, rõ ràng mạch lạc ra chứ đừng có quá là uh, uốn lên uốn xuống đấy, mỗi người đều có một cách phát âm khác nhau kể cả các thủ tướng các uh, thủ lĩnh ở trên thế giới rất nhiều ông nhiều bà trên thế giới người ta phát âm một cách rất là ngô ngô khoai khoai chứ người ta không có phát âm hay đâu bởi vì đấy là giọng của người ta cái vùng của người ta là như thế mà khi các bạn đi ra ngoài đời, các bạn gặp rất nhiều uh, mọi người đến từ đất nước khác nhau, thì các bạn sẽ biết được rằng uh, họ phát âm hoàn toàn là cái chất giọng khác nhau, nhưng mà họ phát âm rất là rõ nghe, rõ để nghe, đó chính là điều quan trọng là chiến thắng trong 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 cái giao tiếp và tất nhiên là các bạn phải cần có cái môi trường để nói. khi các bạn đã có những cái ngữ pháp cơ bản rồi, thì cái việc giao tiếp để nói, cứ nói nhiều và viết ra, các bạn hãy viết thật ra thật nhiều, viết ra nhiều, viết đúng theo cái ý của mình nghĩ biết đúng ra cái ý của mình nghĩ và sau đó là từ nào không biết đến được từ mới thì các bạn có thể tra lắp ghép nó vào và đọc đi đọc lại đi đọc đi đọc lại đi và biết luân chuyển sang các tình huống khác một chút thì đó là cái cách nhớ từ mới rất là nhiều rất là rất là tốt và mình cho rằng đó chính là cái cách học tốt nhất phương pháp để chiến thắng cái việc là tiếng Anh trong giao tiếp Ok Vậy à, video của mình hôm nay đến đây xin được tạm dừng Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Lại. Thanks for watching and bye for now. Thanks.